Kính thưa quý vị khán giả theo dõi kênh YouTube Yến Xào Rồng Vàng, và đây là căn nhà yến. Sau một ngày chúng tôi làm việc lại, xử lý lại căn nhà yến này, nó phạm về cái nỗi khí của tinh nhiệt, và tôi quay cho quý vị xem. Và đây,